Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay Truyền thông Thành Võ sẽ hướng dẫn về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh, bệnh nhân được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh phải đủ các điều kiện sau: là bệnh nhân mắc bệnh ung thư và có mang đầy đủ hồ sơ bệnh án chẩn đoán tại bệnh viện trong nước Việt Nam. Bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Bệnh nhân phải có ít nhất một người thân là cha, mẹ, vợ chồng, con cái của bệnh nhân hoặc người bảo hộ pháp lý có xét duyệt của cơ quan có thẩm quyền đến để cam kết bảo lãnh và chịu trách nhiệm với phòng y học cổ truyền. Bệnh nhân phải có người đi theo nuôi bệnh trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám. Người nuôi có thể là cùng một người ký bảo lãnh ở trên hoặc là bất kỳ người thân nào trong gia đình, dòng họ của bệnh nhân. Không cho phép thuê mướn người ngoài, người không có quan hệ với bệnh nhân làm người nuôi bệnh. Người bảo lãnh hỗ trợ điều trị bệnh và người nuôi bệnh cho bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân chứng thực được thân phận. Nếu không đủ các điều kiện trên, bệnh nhân chưa được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng y học cổ truyền Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Về nguyên tắc của phát đồ trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh, đối tượng kiêng cữ và không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật. Ví dụ tất cả các thịt cá và các loại hải sản như tôm, cua, ruốc, mực, ốc, mật ong, nước yến, sữa có nguồn gốc từ động vật, trứng, phô mai, chỉ ăn được cháo nano trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị. Cụ thể là sẽ không được ăn cơm, ăn xôi, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh bao, vân vân. Người bệnh được phép ăn uống thêm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại rau, củ, quả, nấm, đậu, hạt, trái cây, sữa ngũ cốc, sữa đậu, sữa hạt, vân vân. Không được, bệnh nhân và người nuôi tuyệt đối không được ăn tất cả các loại đạm động vật và các chế phẩm từ đạm động vật. Lưu ý, nếu bệnh nhân và người nuôi ăn lén sẽ bị từ chối điều trị ngay lập tức. Người bệnh và người nuôi không được rời nhà trọ để đi chơi, đi về nhà, giải quyết các việc cá nhân. Người nuôi không được tự ý rời bỏ bệnh nhân ở lại một mình tại nhà trọ để xử lý việc riêng. Nếu người nuôi có việc đột xuất phải báo cáo các thầy và đổi người thân nuôi mới. Bệnh nhân không được ở nhà của mình hoặc ở nhà của người thân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để bảo đảm quá trình điều trị không sai phác đồ. Bây giờ thầy nói tất cả những cái cơ bản cho mình vô đây là mình biết cái ban đầu mình phải làm gì ha, để mình hiểu cái tại sao mình phải ăn cái này. Bây giờ nè, hạt gạo nha, đó hạt gạo nè, mình chế biến nhiều loại món ăn, ví dụ như cơm nè, bún nè, phở nè, bánh canh nè, canh nè, cháo nè. Mình nấu cháo bằng cái nồi mình á, cháo thông thường. À, vậy tại sao những cái này nè mình ăn ở nhà là bình thường nè, mà vô đây á các thầy không cho ăn cái này mà bắt buộc mình phải ăn cái này đối với người bệnh ung thư? Còn trường hợp riêng của chú đây đó thì lát nữa thầy chỉ định thêm một số thứ. Trước khi mà cái hạt gạo á nó còn một cái lớp trấu bên ngoài nữa đó, đó cái lớp trấu, tách cái lớp trấu ra thì nó mới là hạt gạo. Trong cái hạt gạo nó có lớp cám, trong cái lớp cám nữa nó sẽ có một cái chất trypsin. Nhớ nha, mình phải nhớ cái này nha. Thầy nhắc một lần nhưng mà mình phải cố gắng mình nhớ. Cái chất này nè là chất ức chế nảy mầm, nó có trong hạt gạo đó. À, mà khi mà mình ăn những cái loại này, cơm, bún, bánh canh nè, cháo nè, thì cái chất này nó vẫn còn nha. Chất này nó vẫn còn ở trong hạt gạo. Thì để tiêu hóa được chất này thì cái cơ thể á nó sẽ tạo ra cái enzyme để tiêu hóa được
cái chất này. Đó, đây là hệ thống tiêu hóa. Mà đối với người bình thường thì chuyện này dễ tiêu lắm, không khó đâu. Mà nó nhiều nhất, cái chất này nhiều nhất ở trong nếp á. Nếp á. Đó. Đó là lý do tại sao mình ăn nếp vô mình thấy no lâu hơn những loại này hoặc là xôi, đúng không? Tại vì cái chất này nhiều, còn chất này là trong cháo là ít nhất nè, nhưng mà vẫn còn. Bây giờ trong cơ thể mình đi, mình đang có mắc bệnh ung thư đi. Ung thư vú nè, nói chính xác luôn á, là đây là bệnh lý nè. Thì khi đó đó, cơ thể mình nó sẽ chống bệnh theo hai cái hệ thống bạch cầu và hệ thống chống bệnh tự nhiên. Đó, hai cái hệ thống này nè, gọi là miễn dịch. Miễn dịch, đó. Thì bây giờ cái cơ thể mình nè, mình ăn cái này vào, cơ thể nó phải tiết ra chất này, đó, để nó tiêu hóa được cái này. Mà cùng lúc mình đang mắc bệnh ung thư nữa, thì bây giờ cơ thể mình phải làm nhiệm vụ chống bệnh ung thư là 50% nè. Rồi 50% còn lại là nó dành cho tiêu hóa nè. Mỗi lần mình ăn cái này vô là nó phải bắt buộc nó phải tiết ra cái này. Cho nên mình cùng lúc mình làm hai việc, thấy chưa? Đó, cơ thể mình lúc đó phải làm hai việc đó. Thì cái khả năng chống bệnh của mình đó, nó sẽ bị hạn chế lại. Bây giờ giải quyết làm sao? Thì cha Tường mới nghiên cứu cái cháo này nè. Trong cái cháo này rất nhiều hợp chất. Nhưng mà cha sử dụng cái cháo này nấu bằng nồi áp suất. Ở nhiệt độ cao nè. Độ cao, áp suất cao. Đó, ở nhiệt độ cao, áp suất cao nè, thì cái chất này nó mất đi. Bình thường những cái này nè là nó còn nha. Cái hạt gạo nó có chất này và những cái loại thực phẩm này nè, nó còn chất này khi mà nấu ở chế độ thông thường á. Còn khi nào mà nấu bằng nồi áp suất á, ở nhiệt độ cao nè, áp suất cao nè, thì chất này nó mới mất đi. Mất cái chất này đi thì khi đó cơ thể ít có phải tạo enzyme. Đó. Bây giờ nó tập trung về đây hết, tập trung về hệ miễn dịch hết 100%, nó không còn tập trung về đây nữa. Đó. Tiêu hóa nó dễ rồi thì bây giờ nó nâng cái khả năng miễn dịch lên. Đó. Là người bệnh nhân nó sẽ cải thiện tốt hơn. Đặc biệt mình sẽ thấy rõ vấn đề này nằm ở chỗ nào. Đối với những bệnh nhân có cái cơ thể bị ung thư gan hoặc là suy kiệt đó, cái khả năng tiêu hóa kém lắm. Mà mình ăn cháo này vô nè, tự nhiên thấy cơ thể khỏe lên, bớt đau, bớt triệu chứng. Đó là lý do là lúc này cơ thể mình bắt đầu tập trung về hệ thống miễn dịch rồi. Nó chống bệnh tốt hơn, cơ thể mình sẽ bớt đau nhức lại. Mà sức khỏe mình thấy cải thiện tốt hơn, cái da dẻ hồng hào hơn. Tại vì sao? Tại vì cơ thể lúc này đâu có tốn enzyme đâu. Tập trung vào cái chế độ miễn dịch hết. Còn cái hệ thống tiêu hóa nó không phải làm việc nhiều. Đó, cho nên là cái này khi mà mình thấy đối với những bệnh nhân yếu á, ăn uống kém á, mình ăn này đâu tiêu đâu. Đối với những bệnh nhân mà đã có cái hệ thống tiêu hóa kém là ăn cái này là không tiêu nè. Thì bây giờ ăn cháo là tiêu hóa dễ nhất và hấp thu tốt nhất. Thì bây giờ nè, trong cháo nó có hai thành phần chính nha. Thông thường thì nhiều người hỏi thầy á, là cái cháo nano á, sao mà biết được cái đó là nano. Bây giờ cháo, cái hạt cháo nó to đùng sao gọi là nano được. Thì nó có hai thành phần, một là phần cái nè, hai là phần nước và hơi nước. Hơi nước. Cái phần cái á, phần cái nó hạt to lắm. Mình thấy cái hạt cháo á, mình nấu ra nó còn cái hạt mà, vẫn còn thấy hạt cháo. Thì cái đó là phần dinh dưỡng á. Dinh dưỡng nó gồm 8 axit amin nè. Cái 8 axit amin này nè, cơ thể mình không tự sản sinh ra được, mà nó phải nhờ vào cái loại này nè. Đó. Nó mới có được cái loại này. 8 axit amin này đủ để nuôi cho cái cơ thể mình ở một trong cái trạng thái hoạt động thấp nhất. Có nghĩa là cơ thể mình nghỉ ngơi á. Đối với người bệnh ung thư mà đâu có phải làm việc nhiều. Đó, thì cái đủ cái sức cơ thể hoạt động được. Thì đây là dinh dưỡng nha. Dinh dưỡng nuôi cái tế bào khỏe đó, nó không đủ để nuôi tế bào ung thư nha. Đây là phương pháp bỏ đói tế bào ung thư. Bỏ đói tế bào ung thư. Tại vì mình ăn những cái này vô nè, cái lượng axit amin nè, trong này nó nhiều hơn trong cái lượng này. Mà mình ăn cái này thì nó cắt giảm cái lượng này xuống, cho nên là nó bỏ đói tế bào ung thư. Rồi cái phần nước và hơi nước nè. Cái phần cái là không có nano, nhưng phần nước và hơi nước chính là nano nè.
Tại vì sao? Nó tách tách nhỏ rồi, trong nồi áp suất nè, ở nhiệt độ cao và áp suất cao nó mới làm cho những cái này nè nó nhỏ hơn. Và mình nấu bằng cái nước kiềm á, cái nước mà tách ra từ cái nước ion lai á, tôi xin lỗi, cái nước hướng nước kiềm á, nước kiềm nè, nước kiềm, nước kiềm nó lấy từ cái máy nước nước kiềm ra, nó qua hệ thống xử lý đó, thì cái nước kiềm nó bản thân nó đã siêu nhỏ rồi, thì mà nó cộng với áp suất cao, nhiệt độ cao nữa, thì cái nước và hơi nước chính là nano nè. Đó, nano đó. Mà mình nhớ nè, cái hạt gạo nè, nó làm những cái loại này nè là thức ăn. Hả? Có gì không? Nghe kịp không? Bên đây nghe kịp không? Những loại này nè, nó là thức ăn nha, nhưng mà nó công dụng của gạo nó còn một làm một thứ nữa, đó là rượu. Mà rượu mình biết rồi đó, sử dụng cho mục đích ngâm rượu thuốc nè, ngâm rượu chuối hột nè, ngâm tất cả rượu này rượu kia để làm chi? Để làm thuốc. Bản thân cái rượu thuốc á, sử dụng trong mục đích là cho hệ thống tiêu hóa nè, mình uống vào nè, hoặc là mình so bóp, những ví dụ như mình chật khớp bong gân gì đó, mình sử dụng rượu nó làm cho cái tình trạng nó cải thiện tốt hơn. Thì bản thân cái hạt gạo này nè, nó sẽ trở thành thuốc với điều kiện là ở áp suất cao và nhiệt độ cao. Cho nên mình nấu cháo nano nè với áp suất cao đó, thì cái nước và hơi nước nè nó là thuốc đó, nó giúp cho mình đó, nó dễ dàng, nó thẩm thấu hơn để đi vào trong cơ thể của mình. Do đó là bệnh nhân cố gắng nè, mình đừng để cho nó xì hơi trong quá trình nấu nha. Ví dụ như đây nè, cái nồi áp suất nè, không phải nồi nào cũng như nhau đâu. Trong quá trình mà thực nghiệm á, nó sẽ có những cái kết quả khác nhau. Ví dụ như giờ cái nồi áp suất đi, mình biết là cái nồi nó, cái thông số kỹ thuật giữa nồi này với nồi kia là nó giống nhau. Senhao nè, Media nè, Philips nè, hoặc là Sharp nè, Toshiba nè, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà trên thực tế đó, các thầy cha với các thầy chữa bệnh đó, năm 2018-2019 đó, thì cái thời gian đó là những bệnh nhân sử dụng nhiều nồi khác nhau nữa, nhiều dòng nồi khác nhau nữa, nhưng mà cái kết quả cao nhất cho ra là sử dụng cái dòng nồi này nè. Để thầy lấy viết đỏ thì cho dễ thấy. Dòng nồi này nè, Senhao. Mã nồi là SHD1552. Đó. Mình mua đúng cái nồi này của thương hiệu này và mã nồi này nè, mình nấu là cho ra kết quả là thấy cao nhất đó. Nhưng mà phải đúng mã nồi nha. Sẽ có nhiều người người ta nghĩ là cái mắc tiền hơn nó sẽ tốt hơn, nhưng mà không phải như vậy. Có những nồi nó bằng nút điện tử luôn, bấm nút nó không phải là nắp rời mà nó là nắp dính liền. Nhưng mà cái dòng nồi này là cao cấp đi, cái những dòng nồi cao cấp hơn nó đi chăng nữa, nhưng mà cái kết quả nó không bằng cái dòng nồi này. Dòng nồi này là tốt nhất nè. Cho nên mình khi mình mua mình nhớ để ý cái dòng nồi này. Rồi bây giờ mình biết tại sao mình phải ăn cháo chưa? Tất cả các bệnh nhân ở đây nè, khi đi vào đây nè, mình phải ăn cháo và loại bỏ hết những cái này giùm thầy. Để làm chi? Để tăng cái hệ miễn dịch mình lên. Hả? Mình tăng cái hệ miễn dịch của mình lên. Nên mình hy sinh một chút, mình chấp nhận, mình ngưng cái này lại nhẹ thôi, để mình tăng cái hệ miễn dịch của mình lên. Trong quá trình mà hấp thu nè, nó dễ hấp thu, dễ tiêu hóa, thì lúc đó mình khỏe hơn. Giống như mình bị rối loạn tiêu hóa đi, có phải mình đi kiếm cháo mình ăn không? Thay vì mình ăn cơm, lúc đó mình cái hệ thống tiêu hóa mình ăn không được rồi, mình nó đang rối loạn mà tiêu chảy mà. Nhưng mà mình lại đi kiếm cháo mình ăn, vài bữa sau cái mình tỉnh lại, mình khỏe lại, mình ăn cơm lại bình thường. Mà giờ ăn cháo vô là trúng, ăn cơm vô là trúng đó, đi cầu nữa đó. Thì cái phương pháp mà cháo nano nè, đối với người bệnh ung thư nè, mình ăn trong thời gian dài tự nhiên thấy cái sức khỏe mình nó cải thiện tốt hơn. Thử đi rồi sẽ thấy. Nghe khúc này hiểu rồi ha. Thầy giải thích. Thông thường thì những buổi mà các thầy hướng dẫn cho bệnh nhân mới á, thì nó cũng như nhau thôi. Những cái buổi hôm trước cũng vậy đó, cũng nói y chang nội dung này. Tại vì thầy muốn nhấn mạnh, nhắc tới nhắc lui cho mình nắm cái này đi. Rồi trong quá trình điều trị thầy chỉ thêm những cái khác nữa, chứ nó không phải chỉ nhiêu đây đâu, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà giờ đâu có thời gian đâu nói hết, tạm thời là nói những cái cơ bản trước cho mình hiểu. Thì nói tới lần đầu tiên bắt buộc phải nói những cái cơ bản trước, còn khi mà vô phác đồ á thì lúc đó mới có thời gian nói những cái kế tiếp nữa.
nhiều lắm, không ít đâu, nhưng mà trong quá trình điều trị sẽ nói. Rồi bây giờ nói thêm một cái nữa là cái axit kèm. Đây nè, mỗi bệnh nhân á sẽ có cái mức axit kèm trong cơ thể khác nhau. Nó sẽ quyết định cho mình cái cơ thể của mình là nó chống bệnh như thế nào ha. Đây là cái mức kèm hoặc là axit trung tính. Đó. Đây là bảng pH nha. pH là pH nội môi. Đó. Trong cơ thể đó, đây là cái bảng pH, pH nội môi có nghĩa là cái môi trường bên trong cơ thể đó. Nếu mà môi trường bên trong cơ thể nó là axit thì cái bệnh ung thư nó sẽ phát triển lên. Đó. Còn nếu cái môi trường trong cơ thể này nè nó là kiềm thì cái bệnh ung thư nó sẽ hạn chế. Đó. Hạn chế hoặc là chết trong môi trường kiềm. Tế bào ung thư sẽ chết trong môi trường kiềm. Đó. Thì bây giờ sao? Trong thời gian mà các thầy giúp cho mình 3 tháng nè, đối với bệnh nhân ung thư nha, thì cái cơ thể của bệnh nhân đó phải chuyển từ axit sang được kiềm. Đây nè, ví dụ như mình xuất phát điểm mình đây đi, mình phải đi về đây. Đó. Gọi là kiềm hóa. Kiềm hóa ha, quá trình kiềm hóa. Nhiệm vụ của các thầy ở đây đối với từng bệnh nhân mình, khi mình ký tên vô đây rồi đó, thì nhiệm vụ của mình phải đưa được cơ thể axit sang được cơ thể kiềm. Mà khi cơ thể mình đã kiềm rồi đó thì cái tế bào ung thư nó mới khống chế được, nó mới dừng di căn, nó mới dừng phát triển, hoặc ít nhất là nó cũng chậm phát triển đi, nó tốt hơn là so với ở nhà mình tự mình ăn uống tự do. Bây giờ nè, những cái loại nào mà axit nè, nghe cái phần axit ha, là mình phải loại bỏ hết, mình tập trung vào phần kiềm giùm thầy. Bây giờ nè, axit nè bao gồm là nước ngọt nè, đó là mình phải tuyệt đối bỏ đó. Cồn, cồn là rượu bia đó. Nicotine nè, nicotine là cho trong thuốc lá đó, nhưng mà mình không hút, người khác hút mình hửi, đó là hút thuốc gián tiếp dẫn bị nha. Thức ăn nhanh đó. Rồi cái kế tiếp nữa là cái gì? Mất ngủ, mất ngủ, stress, căng thẳng. Mình vào đây rồi thì cái chuyện mà mất ngủ thì ví dụ như do bệnh lý mình trằn trọc mình không ngủ được thì các thầy sẽ có những loại thảo dược để giúp cho mình ngủ tốt hơn. Nhưng mà mình mất ngủ do mình lo lắng chuyện nhà là chuyện đó không còn nữa. Tại vì vô đây rồi là hết tất cả thầy yêu cầu là phải bỏ hết những chuyện nhà, có nghĩa là mình thu xếp gói gọn lại giao hết cho người nhà làm đi, hoặc là mình đi làm công ty gì đó mình lo mình thu xếp cái chuyện nghỉ 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 đi để mình nghỉ ngơi, mình tới đây mình dành thời gian ở đây giống như mình nghỉ dưỡng vậy đó. Trong đầu mình phải thoải mái, cái kết quả như thế nào không ai dám chắc, không ai dám tuyên bố ừ tôi chữa là hết, tôi chữa là phải khỏi, không ai nói được điều đó hết á. Cái đó là vô không thực tế nha, mình chỉ biết mình cố gắng và cái phương pháp này nó có khoa học, nó có tính khoa học, nó có thực nghiệm và nó có tất cả những cái bệnh nhân trước đó người ta đã ứng dụng rồi thì nó có kết quả. Nhưng mà mình phải cố gắng mình bỏ hết những cái công việc nhà đi, mình tới đây mình dành thời gian nè. Đó. Chứ mình đừng có tới đây mình chữa rồi cái tâm lý mình lại để trong cái công việc ở nhà, công việc ai lo, trâu bò không ai lo, gà vịt đồ đó không ai bán, rồi rồi mùa màng tới không ai cắt, không ai gặt, rồi tiền bạc ở nhà thì thiếu nợ ngân hàng này kia phải về đóng rồi đó, rồi lo hết mấy chuyện đó đi, thu xếp ngang, đặng mình đừng có quan tâm tới những chuyện đó, dụ như vợ con gia đình gì đó giao, bạn giao hết đi, rồi mình dành thời gian để mình tới đây. Rồi còn một cái nữa nhớ lưu ý luôn nè, là cái đạm động vật. Đó, đạm động vật. Bản thân đạm động vật nó có tính axit đó. Mình ăn vô là nó có tính axit, nó làm cho bệnh ung thư phát triển nè. Và bản thân nó có hai nguồn nuôi chính của tế bào ung thư, đó là casein. Casein nó có trong sữa tươi đó, sữa bò đó. Con người mình là loài duy nhất mà uống sữa của loài động vật khác, ví dụ như sữa bò, sữa dê gì đó, chứ mấy loài khác nó đâu có phải uống vậy. Nhưng mà mình uống vô nó sẽ có chất này nè. Cái chất này á nó sẽ nuôi tế bào ung thư. Tế bào ung thư rất rất là háo chất này và rất glutamin. Glutamin. Đó, hai chất này là hai chất chính nè. Nó có trong thịt.
và có trong sữa. Cho nên là vô đây là các thầy tuyệt đối cấm không cho mình sử dụng tới những chất này. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó, đấy, những chất kiềm ví dụ như cháo nano nè. Cháo nano là nấu với nước kiềm. Ha. Rồi thảo dược, bản thân thảo dược nó là kiềm kiềm mạnh, kiềm tự nhiên, rau xanh, trái cây. Trái cây. Bên cạnh đó cái sinh hoạt của mình á là sinh hoạt đó lành mạnh, ngủ nghỉ nè, ngủ đủ giấc. Đó, tinh thần thoải mái vậy đó, thoải mái vậy đó. Mình coi giống đây là cái bên đây nè, giống như là cái ga vậy đó, mình cứ càng lên ga là nó càng chạy tới, xe nó càng chạy tới. Còn bên đây là bộ thắng của mình nè, đây là bệnh ung thư nó phát triển nè, đúng không, là nó càng đi tới. Bây giờ mình phải giảm cái ga về không, cái ga đó, chứ mình mà vừa mà lên vừa bóp thắng vừa lên ga nữa thì chiếc xe mình nó cứ tới thôi, không thể được. Mình không có nhiều thời gian đâu, bệnh ung thư mà mình chạy đua với thời gian đó. Mình tới đây đó, mình nhớ nè, mình coi như nơi này là nơi cuối cùng đi. Đăng chi, rằng mình đừng có trông ngóng đi đâu hết á. Tại vì sao? Mình đã tới bệnh viện Tây Y mình chữa rồi, mình đã quá xạ trị hoặc là phẫu thuật rồi, hoặc là mình chưa có làm cái đó. Nhưng mà tại vì mình không có điều kiện để làm, mình không có tiền để mình làm. Thì nơi này nhận mình coi như là nơi cuối cùng, gọi là phước chủ mai thầy đó. Nhưng mà có phương pháp, mình còn dựa vào cái đó giống như chiếc phao của mình á. Mình bám vào đó, mình đừng trông ngóng chỗ nào hết á. Mình trông ngóng là lúc đó là mình thực hiện cái phác đồ nó dễ dàng lắm. Các thầy chỉ nhận mình ở giai đoạn cuối đó, hoặc là những bệnh nhân không có đủ điều kiện để điều trị Tây Y thì các thầy giúp đó. Để làm chi? Để mình không có suy nghĩ mông lung nữa. Tới đây rồi là mình phải tập trung vào cái phương pháp mình chữa. Với điều kiện là mình tự nguyện nha, chứ ở đây các thầy đâu có ép mình đâu. Phác đồ này nó hơi khó, nhưng mà thật sự ra mình nếu mà mình thực hiện được thì nó dễ thôi. Nó không khó đâu. Bây giờ nè, tất cả những cái này nè các thầy cho mình sử dụng nè, cháo nano nè, thảo dược nè, rau xanh trái cây nè, tùy mỗi bệnh nhân nha. Cái chế độ của mỗi bệnh nhân nó sẽ khác nhau, giống như nãy thầy nói đó. Không ai giống ai. Cho nên là mình mỗi người á phải vô đây, các thầy phải kiểm tra sức khỏe mỗi ngày rồi chỉ định cho mình hôm nay mình thực dưỡng mình ăn cái gì, món gì, rồi mình cần phải uống thảo dược thời gian như thế nào cho nó phù hợp, để nó cải thiện tốt với sức khỏe của mình. Nhưng bên cạnh đó những cái này là mình phải loại bỏ hoàn toàn nè. Vô đây mà mình lén ăn cái này thì cái kết quả mình biết rồi đó, mình xác định luôn rồi đó. Đừng trông chờ vào đó ha. Cho nên là bệnh nhân cố gắng nha, những bệnh nhân này cố gắng nha. Tuyệt đối là không được đụng vô này nha, hôm nay thầy giải thích rồi đó. Mình đụng vô này là nó sẽ phát triển bệnh ung thư đó. Mình quan trọng là cái sức khỏe của mình, chứ không phải là quan trọng ăn ngon ăn dở. Mình không ăn nó nhưng mà cái sức khỏe mình cải thiện tốt hơn thì cái cuộc sống mình nó cải thiện chất lượng hơn. Còn nếu như mình ăn nó rồi vài bữa mình sức khỏe mình nó không giữ được, bệnh ung thư nó phát triển nặng hơn thì cũng như không à. Cho nên vô đây gán bỏ này tuyệt đối, loại bỏ hết những này đi, loại bỏ hết đây, tập trung về bên đây để cơ thể mình kiềm hóa nè. Thì bây giờ thầy nói thêm là bây giờ giữa bệnh nhân này với bệnh nhân này khác nhau chỗ nào, là trước khi mình vô đây đó là mình phải lo tích lũy cho mình cái kiềm trước đi. Còn khi nào mà mình vô tới đây rồi mà mình axit nè, ví dụ như cô này đi, ví dụ thôi nha, axit của cô này nặng hơn bên đây ít hơn, còn bên đây ít hơn nữa đó. Thì cái người này nè sẽ dễ chữa hơn người này, và người này dễ chữa hơn người này, vì cái thời gian của mình á, mình chuyển từ kiềm á, từ axit sang kiềm á, nó sẽ nhanh hơn đó, nó nhanh hơn. Cho nên là những người khỏe nè, gắng lưu ý nha. Khi mình còn khỏe là mình còn cơ hội để mà mình chuyển từ axit sang kiềm á. Đây là giống như mình tích lũy sẵn. Tới hồi mà mình phát bệnh ra mà cơ thể mình là axit á, là cái bệnh nó sẽ tiến triển nhanh hơn. Cố gắng, nhớ nha, những người nuôi nè, là mình phải nhớ. Cái này thầy gợi góp ý thôi, chứ này thì không có ép buộc gì mình đâu. Tuy nhiên, mình nên loại bỏ những cái này đi. Mình đừng nạp cho mình axit nữa. Tới hồi mình bệnh là mình khó chữa lắm đó. Mình tích lũy sẵn, ví dụ như cái người này nè, mình cơ thể mình kiềm đó, thì cái khả năng mà mình hồi phục nó nhanh hơn, nó chống bệnh mạnh hơn, mãnh liệt hơn, tốt hơn. Còn mình mà mình cứ cơ thể mình nằm axit đó, là bệnh nó phát triển nhanh lắm.
khó khống chế. Vô đây viết ha, những cái này là. Rồi bây giờ thầy nói thêm về đạm động vật. Riêng người nuôi, đi nuôi, đây đi nuôi, đây đi nuôi, đây đi nuôi, tuyệt đối không được phép đụng vô đạm động vật trong suốt quá trình điều trị. Có nghĩa bản thân mình không cho người bệnh mình ăn, nhưng bản thân mình cũng không được ăn. Nhớ nha, không được ăn. Vì sao? Vì nếu mình ăn, bệnh nhân của mình thèm. Thèm. Và cái thứ nữa là mình ăn, mình không động viên tinh thần của người bệnh mình được. Hai người bệnh và người nuôi á, ngưng ăn cùng lúc á, thì mình cái chế độ ăn mình nấu nướng, mình ăn chung được. Ví dụ mình xào xào đồ hàng bông, hoặc là kho này kho kia, hoặc là nấu canh súp gì đó, thì mình bỏ cái này đi. Thì hai người cùng ăn nó dễ hơn, mình động viên tinh thần.